chào tất cả các bạn. Công ty VTN hôm nay giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm máy thông cống CQ190. Đây là dây thông cống Q16 dài 12m. Tiếp theo là bộ đầu sông của dây Q16. Đây chính là máy. Máy có công suất là 1800W, sử dụng nguồn 220V và trọng lượng của máy là 30kg. Máy có thể thông cống với chiều dài tối đa lên tới 60m, đường kính của ống thông từ 20 đến 160mm. Sau đây mình sẽ chạy thử máy. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng truy cập trang web thanhanglobe.com.